Audio Jungle. Liên quan đến thông tin về tổ chức tự xưng là Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ đang gây xôn xao dư luận những ngày qua, sáng nay 27 tháng 4, sau một thời gian theo dõi, lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa bất ngờ ập vào và kiểm tra ngôi nhà số 774 Quang Trung 3, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, nơi được nghi ngờ là tụ điểm của Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại địa phương này. Và qua khám xét thì lực lượng chức năng đã phát hiện loại nước thánh và nhiều tài liệu đồ vật để phục vụ cho việc truyền đạo. Sau khi tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hội này. Khi lực lượng chức năng tiến hành làm việc, hàng trăm người dân đã vây kín ngôi nhà để theo dõi sự việc. Theo lãnh đạo phường Đông Vệ, vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật vừa qua, lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện có khoảng 20 người tập trung tại đây. Dù những người này tạo vỏ bọc là thuê nhà để bán máy lọc nước, mỗi ngày tập trung anh em để giao ban nhiệm vụ về các vùng bán máy lọc nước. Tuy nhiên, do nghi ngờ tụ điểm này có dấu hiệu bất thường, cùng với việc có nhiều đơn tố cáo của người dân, nên vào sáng nay 27 tháng 4, lực lượng chức năng mới vào để kiểm tra. Thưa quý vị, được biết địa điểm nơi bị tình nghi là tụ điểm của Hội Thánh Đức Chúa Trời nằm ngay trước hai trường đại học lớn của tỉnh Thanh Hóa là Đại học Hồng Đức và Đại học Văn hóa Thể thao. Và cùng với đó thì theo thống kê của trường Đại học Hồng Đức, trường này hiện có 12 sinh viên tham gia hội. Và trước đó thì Hội Thánh Đức Chúa Trời đã xuất hiện tại huyện miền núi Ngọc Lặc của tỉnh Thanh Hóa từ năm 2016 đến nay. Hiện có nhiều người đã bỏ gia đình nhà cửa để đi theo hội, thậm chí là có cả hiệu phó một trường học cũng bỏ việc để trở thành tín đồ. Chúng tôi sẽ phân tích sâu hơn về bộ mặt bản chất của hội này trong phần sau của chương trình.